án cuối cùng dành cho ông Võ Văn Thưởng, Quốc hội thông qua. Thưa quý vị, trong tháng 3 năm 2024, dư luận Việt Nam đã liên tiếp xảy ra những ồn ào như Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ông Lê Duy Thành bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ những sai phạm trong vụ án liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu hay còn gọi là Hậu Pháo. Và cũng chỉ đó sau ít ngày, sự việc ông Võ Văn Thưởng từ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được nhiều người đánh giá là một cơn địa chấn chính trị. Bởi vì chỉ trong vòng khoảng 14 tháng, vị trí Chủ tịch nước đã có đến 2 lần đổi chủ, trước đó là ông Nguyễn Xuân Phúc. Có thể nói rằng lò đốt tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang hừng hực cháy và không có dấu hiệu ngừng nghỉ, không có vùng cấm, bất kỳ ai có sai phạm đều cũng sẽ bị xử lý vì sự tồn vong của Đảng và Nhà nước và lợi ích của quốc gia dân tộc. Theo như báo chí chính thống trong nước đưa tin, ông Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây ra dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, có rất ít các tờ báo nói về những sai phạm cụ thể của ông Võ Văn Thưởng mà chỉ dừng lại ở mức độ rất chung chung. Vậy thì rốt cuộc ông Võ Văn Thưởng đã có những sai phạm như thế nào và mức án cuối cùng mà Đảng và Nhà nước dành cho ông Thưởng ra sao? Liệu có chỉ dừng lại ở mức độ từ chức hay không, hay còn những hình phạt nào cao hơn? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua video ngay sau đây nhé! Kính thưa quý vị, trước khi ông Võ Văn Thưởng từ chức thì ông là một người có uy tín rất cao trong Đảng và Nhân dân. Ông được đánh giá là người được đào tạo bài bản, là người trưởng thành từ phong trào, từ thực tiễn và thành công khá sớm trong các lĩnh vực công tác của mình. Có thể thấy rằng ông Thưởng không chỉ kế thừa những phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của gia đình mà còn là người luôn có sự nỗ lực và đạt được nhiều thành tích riêng, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Trước khi ông từ chức vào tháng 3 năm 2024, ông Thưởng được coi là một trong những nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhưng lại rất tài năng của Việt Nam. Những tưởng với sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước cũng như có được một vị trí cao trong bộ máy chính quyền, ông Thưởng có thể hoàn thành tốt được nhiệm kỳ của mình. Nhưng cơn địa chấn chính trị đã xảy ra vào sáng ngày 21 tháng 3 năm 2024, tại Tòa nhà Quốc hội Hà Nội đã diễn ra kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15, đã xem xét quyết định bãi miễn chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng. Trong phiên họp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng. Sau đó, ông Võ Văn Thưởng đã phát biểu ý kiến của mình. Đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về tờ trình trước khi bỏ phiếu kín. Theo quy định tại khoản 5, điều 88, Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Vì vậy, khi Quốc hội miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước, thì ông Võ Văn Thưởng cũng thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh. Như vậy, tổng thời gian ông Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là 1 năm 19 ngày đảm nhiệm. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch nước đầu tiên xin nghỉ giữa nhiệm kỳ. Việc chỉ trong vòng khoảng 14 tháng, đất nước đã thay đổi 2 lần vị trí Chủ tịch nước nói lên điều gì? Đó là xu thế thay đổi lãnh đạo cấp cao mà không cần phải chờ đến hết nhiệm kỳ nếu như người đó không đáp ứng được những phẩm chất cũng như năng lực mà Đảng và Nhân dân mong đợi. Điều này rất hiếm khi xảy ra trong chính trường tại Việt Nam, bởi vì Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay được coi là một quốc gia có nền chính trị vô cùng ổn định và bền vững. Điều này cũng thể hiện sự đổi mới trong tư duy và nhận thức trong việc điều hành cũng như bổ nhiệm lãnh đạo trong bộ máy của chính quyền. Tất cả đều sẽ dựa theo trên nguyên tắc hiệu quả của công việc cũng như đạo đức cách mạng của đảng viên. Những gì có thể làm được ngay vì lợi ích chung, cần phải làm ngay thì sẽ phải làm. Việc này được thể hiện sâu rộng ở mọi cấp độ cũng như mọi thời điểm, phản ánh một cuộc cách mạng trong nhận thức cách mạng, trong công tác tổ chức cán bộ của đảng ta. Thậm chí ngày nay, chúng ta nếu quan sát kỹ sẽ thấy có rất nhiều những chức vụ cao trong bộ máy là những người trẻ tuổi, thể hiện sự đổi mới, tin cậy, sự chín muồi trong nhận thức,
cũng như trong phẩm chất chính trị cần có của những thế hệ lãnh đạo kế cận. Nhiều ý kiến cho rằng việc thay đổi chức vụ chủ tịch nước giữa chừng đến hai lần như vậy cho thấy sự bất ổn chính trị của Việt Nam hiện nay. Riêng quan điểm này thì chúng tôi lại không đồng tình như vậy. Bởi vì trước đây, việc bầu một đồng chí lên làm chủ tịch nước ở thế hệ 7X như ông Võ Văn Thưởng, rõ ràng đây là một sự nối tiếp truyền thống anh hùng của dân tộc, nhất là trong bối cảnh thế giới đang ngày càng một hội nhập sâu rộng. Thế hệ trẻ ở nhiều nơi trên thế giới có thể giữ chức vụ tổng thống hoặc nguyên thủ quốc gia ở độ tuổi trên dưới 40 là rất phổ biến, và kể cả khi đang còn trong nhiệm kỳ, nhận được nhiều sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng và nhân dân. Nếu như ai đó không làm tốt, phụ sự tin tưởng và ủy thác thì vẫn cần phải được xem xét và điều tra một cách kỹ lưỡng. Bởi vì dù nắm giữ vị trí cao như thế nào đi chăng nữa thì đã là một người đảng viên thì phải luôn luôn trung thành với Đảng và nhân dân, phải thực sự trở thành một người cán bộ, gương mẫu, liêm khiết, đóng góp chung vào sự phát triển của quốc gia. Do đó, việc thay thế lãnh đạo cấp cao không cần hết nhiệm kỳ, không hề cho thấy sự bất ổn về chính trị, mà còn nâng cao thêm niềm tin trong lòng nhân dân về sự quyết tâm chống giặc nội xâm, tham nhũng, cũng như sự diễn biến suy thoái, biến chất trong một bộ phận không nhỏ của đảng viên mà bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất nhiều lần nhắc nhở và cảnh giác. Tin rằng nhân dân Việt Nam cũng sẽ rất đồng thuận và hoan nghênh với những động thái mới này của Đảng và Nhà nước. Nhân dân luôn có niềm tin mạnh mẽ vào tài năng lãnh đạo cũng như cái tâm, cái tầm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đất nước sẽ có thêm nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo tài đức vẹn toàn, trong sạch, liêm khiết, giúp cho sự chỉ đạo của Đảng nói chung ngày càng nội lực hơn và xứng đáng là đại diện cũng như lãnh đạo tối cao toàn diện đất nước. Vì vậy, vừa qua theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây ra dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước. Nhận thức rõ ràng trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân, ông Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Thực tế cho thấy, báo chí trong nước đều đưa tin khá chung chung về những sai phạm của ông Võ Văn Thưởng. Điều này khiến cho dư luận đưa ra rất nhiều các đồn đoán khác nhau, nhưng có thể nói nổi bật nhất là ý kiến cho rằng ông Võ Văn Thưởng từ chức là do có liên quan đến chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đại án Tập đoàn Phúc Sơn và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Thực hư điều này thì không có thông tin nào được kiểm chứng cụ thể và chính xác. Tuy nhiên, nếu suy xét trên khía cạnh các mốc thời gian cũng như các luồng dư luận trong nước và quốc tế thì cũng có ít nhiều cơ sở. Bởi vì trước khi ông Thưởng nộp đơn xin từ chức thì vẫn trong tháng 3, trước đó một thời gian rất ngắn, vào ngày 8 tháng 3 năm 2024, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đồng thời, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan để điều tra về tội nhận hối lộ. Trước đó, vào ngày 26 tháng 2 năm 2024, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn bị bắt với cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước. 5 người khác cũng bị khởi tố bắt tạm giam trong vụ án này, bao gồm Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên, Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn, Lao động Tự do. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các bị can đã có những hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán, doanh thu, tài sản liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Đặc biệt trong vụ án này, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, là một trong những bị can gây chú ý vì bà từng là Ủy viên Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào thời điểm ông Võ Văn Thưởng công tác tại cơ quan này. Chính vì vậy là dư luận càng làm tăng thêm sự chú ý và cho rằng ít nhiều vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn có liên quan đến ông Thưởng.
và việc ông Thưởng xin từ chức chịu sự tác động của việc mở rộng điều tra vụ án và các tác động liên quan của vụ án này với chính trường của Việt Nam. Không những vậy, những sai phạm kéo dài ở tập đoàn Phúc Sơn từ những năm 2012 ở nhiều dự án tại Quảng Ngãi, nơi ông Võ Văn Thưởng từng giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy từ năm 2011 đến năm 2014 thay cho ông Nguyễn Hòa Bình. Vậy thì cụ thể, tập đoàn Phúc Sơn đã có những sai phạm nghiêm trọng như thế nào mà lại có thể khiến cho nhiều cán bộ cấp cao ngã ngựa đến như vậy? Xá lợi tóc thật, nhưng từ chùa cho đến trụ trì của Ba Vàng đều bị xử lý kỷ luật. Thưa quý vị, theo như lời của thầy Thích Trúc Thái Minh và ekip truyền thông của chùa Ba Vàng, thì cọng tóc mà hàng ngàn Phật tử chiêm bái là hàng thật 100%. Hàng vạn con nhang đệ tử kính lễ cúng dường xá lợi Phật thì phước báu vô lượng. Vậy, người đem xá lợi tóc Phật từ đất nước Myanmar xa xôi đến cho người dân Việt Nam được chiêm bái thì chắc phước báu còn vô cùng vô lượng. Quả thật, phước báu chắc cũng có chút đỉnh, nhưng lại một lần nữa sau khi khẳng định mình không sai, mọi thứ đều là thật, thì hôm nay báo chí đã đăng tải thông tin sư Thích Trúc Thái Minh đã phải sám hối. Đồng thời, giáo hội yêu cầu Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng không được tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế tại chùa trong một năm. Ban trị sự tỉnh Quảng Ninh sẽ giám sát chặt các hoạt động tôn giáo và truyền thông của chùa Ba Vàng. Lại là sám hối, đây không phải là lần đầu tiên thầy Minh lên núi sám hối tội lỗi. Xin nhắc lại, đây không phải lần đầu tiên thầy gây ra tội và sám hối. Trong bản tin này, hãy cùng tìm hiểu những lần phạm tội tay trời, nhưng cái kết lại là xin lỗi và sám hối của thầy Minh và dư luận nghĩ gì về hình thức xử phạt lần này của giáo hội nhé. Như đã thông tin, sau khi bị dư luận phản ứng đặt nghi ngờ xá lợi tóc tại Ba Vàng, làng cỏ Phi Ly, chùa Ba Vàng đã ngay lập tức lên tiếng đính chính. Đại diện của chùa khẳng định, việc đưa tin chùa Ba Vàng mua cỏ Phi Ly làm xá lợi giả để lừa đảo nhân dân, Phật tử là hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của chùa Ba Vàng. Đồng thời, nhà chùa cũng đề nghị cơ quan chức năng lên án và xử lý những kẻ đã làm giả, buôn bán xá lợi giả của Đức Phật ở Việt Nam, dù khẳng định những sản phẩm xá lợi tóc trên sàn thương mại điện tử là hàng fake, hàng giả. Chỉ có hàng trưng bày tại Ba Vàng là hàng chuẩn real, hàng thật, nhưng khi bị phóng viên chất vấn mang tóc tại Ba Vàng đi xét nghiệm ADN, thì Thượng tọa Thích Trúc Thái Minh đã cho biết Đức Phật đã biên tịch 2.600 năm thì làm sao mà xét nghiệm được. Thà thầy Minh im lặng còn tốt hơn là cứ cố tình bào chữa, thì càng cố tình bào chữa lại càng xuất hiện những điểm đáng ngờ về nguồn gốc của sợi tóc mà hàng vạn Phật tử đã rơi nước mắt, quỳ rạp khấn vái. Với một ngôi chùa lớn, để bị chính quyền sở tại đưa thông tin, công báo trước công luận rằng, trong thời gian qua, một số hoạt động của chùa Ba Vàng như lễ thỉnh vong, quan gia trái chủ, xin chuyển sang hệ phái Nam Tông Kinh, phát ngôn gây mất đoàn kết liên quan đến tín ngưỡng thờ mẫu, trước và trưng bày vật thể được cho là xá lợi tóc Đức Phật từ Myanmar đã gây dư luận phức tạp, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng bình thường trên địa bàn. Chùa Ba Vàng tổ chức rước trưng bày cho Phật tử chiêm bái xá lợi tóc Phật, vi phạm nghị định của chính phủ về hoạt động triển lãm. Đây là những đánh giá nói thẳng ra là rất nặng nề và ăn bất đắc dĩ. Chính quyền địa phương mới phải lên tiếng như vậy, sau khi thầy Minh lên tiếng chỉ sau một ngày. Tại cuộc họp báo ngày 4 tháng 1, Hội đồng trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc đã yêu cầu chùa Ba Vàng không được tổ chức sự kiện quốc tế trong một năm. Nói với báo VN Express, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Việt Nam cho biết, chùa Ba Vàng trưng bày hiện vật được cho là xá lợi tóc Đức Phật đã gây ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã có thư thỉnh nguyện vì làm phiền lòng giáo hội và đến lễ các hòa thượng nghe phân tích, chỉ dạy thường trực hội đồng trị sự chấp nhận lời khai của Đại Đức Thái Minh. Thượng tọa Thích Đức Thiện nói cho biết hai hình thức xử lý nêu trên coi như lời cảnh tỉnh với sự chủ trì của chùa Ba Vàng. Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, sự việc xảy ra tại Quảng Ninh nên có trách nhiệm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo địa phương, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động tôn giáo và truyền thông của chùa Ba Vàng, đảm bảo đúng quy định của giáo hội và pháp luật. Thưa quý khán giả, đây là lần thứ hai sư Minh bị kỷ luật, hình thức lần trước cũng là sám hối, lần này cũng là sám hối, thậm chí mức độ xử lý còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Quay ngược thời gian, vào tháng 3 năm 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kết luận trong vụ oan gia trái chủ Đại Đức Thích Trúc Thái Minh chủ trì,
chùa Ba Vàng và đã để Phật tử Phạm Thị Yến đăng đàn thuyết pháp tại chùa Ba Vàng là không đúng. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh với tư cách là trụ trì của chùa Ba Vàng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này, yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt việc tổ chức lễ thỉnh oan gia trái chủ, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhận thấy đã buông lỏng trong công tác quản lý tăng sư tại chùa Ba Vàng. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm tổn thương đến thanh danh vọng hội. Đến tăng đoàn, kết quả sau vụ việc oan gia trái chủ, Thái Minh phải sám hối, bị kỷ luật và bãi nhiệm toàn bộ chức vụ. Kinh xin tổng kết lại các mốc thời gian về con đường tu tập đắc đạo để mong thành Phật của Thầy Minh. Năm 2019, kỷ luật sám hối, bãi nhiệm tất cả các chức vụ trong giáo hội. Ngày 23 tháng 8 năm 2022, nhận chức Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình, kiêm trưởng Ban Phật giáo quốc tế nhiệm kỳ 2022-2027. Ngày 8 tháng 3 năm 2023, khôi phục chức Phó Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngày 4 tháng 1 năm 2024, kỷ luật và sám hối. Theo lộ trình thăng tiến này, thì vài năm, thậm chí chỉ là vài tháng sau, Thầy Minh có thăng tiến lên một vị trí mới, ở một cương vị mới, thì cũng chẳng có gì là lạ. Theo dõi hai bên lương và giáo, thì kênh thấy lương nghiêm khắc hơn. Nếu bên lương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức bị kỷ luật, thì đường thăng tiến chính thức bị khép lại. Còn đã bị kỷ luật đến lần thứ hai, thì không còn gì có thể đỡ được. Theo dõi các vụ việc gần đây, mọi người đều biết, thích nghĩ con đường của những người tu tập thì sẽ phải nghiêm khắc, rất rất nghiêm khắc, nắn mình sửa mình thì mới gọi là tu, tức là sự khắc kỷ, kỷ luật phải trên tầm của đời đến vài bậc. Đằng này, bao nhiêu năm tuyên truyền, nói thẳng ra là mê tín dị đoan, đứng đầu chùa mà chính quyền phải nói rằng chùa này gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, mất đoàn kết tín ngưỡng thờ mẫu thì không còn từ gì để mà nói. Nóng rực, người lập đàn cầu mưa tái xuất giang hồ, miền Nam sắp được giải cứu khỏi cơn đại hạn. Thưa quý vị, trong văn bản gửi Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh từ giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa được kiểm chứng, ký tên tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ CTCS, giảng viên thỉnh giảng cao cấp của ba trường đại học và nguyên là phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng con người. Cụ thể, sau hai lần gặp gỡ trực tiếp, ông Lê Minh Hoàng nhờ cơ quan của ông Điệp phụ trách giới thiệu với các tỉnh phía Nam đang bị hạn hán về khả năng cầu mưa có hiệu quả. Trong văn bản, ông Điệp nhấn mạnh khả năng cầu mưa của ông Lê Minh Hoàng chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, ông Điệp cho biết rất xót xa, dằn vặt trước nạn hạn hán thất bát mùa màng của một số tỉnh phía Nam nên đã giới thiệu ông Hoàng. Nếu quả thực anh Hoàng có khả năng kỳ diệu ấy thì các tỉnh phía Nam đang hạn hán được cứu. Sau một lần nữa, chúng tôi xin nhấn mạnh việc anh Hoàng có khả năng cầu mưa được hay không, chúng tôi chưa khẳng định và phủ định, văn bản của ông Điệp nêu. Phóng viên cũng đã liên hệ với Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh về văn bản này và đã được hẹn sẽ xin ý kiến lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh phúc đáp sau. Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo có chức trách của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận có văn bản cầu mưa này và khẳng định chúng tôi tiếp cận các vấn đề theo căn cứ khoa học. Còn việc cầu mưa như giới thiệu này là không có căn cứ và chúng tôi hoàn toàn không đồng thuận. Tiến sĩ giới thiệu người cầu mưa, nếu cầu không được thì rõ ràng bậy bạ. Phóng viên đã có trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Điệp, vị tiến sĩ có văn bản giới thiệu người cầu mưa đến Chi cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Điệp khẳng định văn bản đó chính xác là do ông ký sau khi gặp ông Lê Minh Hoàng và nghe trình bày về khả năng cầu mưa của anh ấy. Theo ông Điệp, ông Hoàng gặp và chia sẻ trước đây có cầu mưa ở Hồ Ba Bể. Tuy nhiên, thời điểm đó ông Hoàng không có nhân chứng vật chứng xác nhận của cơ quan chức năng mà chỉ là lời ông tự kể. Tuy nhiên, bản thân ông Điệp đã có nhiều nghiên cứu về các thiên tài của Ấn Độ, Ai Cập, Trung Quốc cổ đại và những sự kiện siêu nhiên xảy ra gần đây và thấy đã có những hiện tượng không thể lý giải được nên tôi đã đề xuất anh Hoàng với các đơn vị chức năng. Thêm một cơ sở nữa, gần đây anh Hoàng có nói cầu cho thành phố Hà Nội nhiệt độ không vượt quá 37 độ C. Tôi có theo dõi và thấy đúng như vậy trong những ngày qua. Khi được hỏi, mưa gió là hiện tượng tự nhiên cần yếu tố hình thành, ông nói với tư cách là nhà nghiên cứu khoa học, hẳn nắm được quy luật này, chỉ qua lời trao đổi chưa có kiểm chứng khoa học, tại sao ông vẫn đề xuất? Ông Điệp nhấn mạnh lại khả năng cầu mưa của ông Lê Minh Hoàng chưa được kiểm chứng, chưa khẳng định và phủ định đúng hay sai, chỉ đề xuất vì muốn tốt cho người dân. Nếu anh Hoàng làm được thì đó là phúc của đất nước, có mưa thì giải quyết được khô hạn mất mùa, nếu không làm được thì rõ ràng anh Hoàng bậy bạ.
chuyên gia hoàn toàn không có căn cứ. Cũng liên quan tới vấn đề này, bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định hoàn toàn không có căn cứ. Bà Lan phân tích, mưa là một hiện tượng tự nhiên cần quá trình hình thành với nhiều yếu tố khác nhau, để có mưa thì phải có mây, nhưng hiện nay mây dông tại Nam Bộ rất ít, họa trang chỉ có mưa rào vài nơi không đáng kể. Trừ khi làm mưa nhân tạo bằng tác động của khoa học kỹ thuật nhưng rất đắt đỏ, mà muốn có mưa nhân tạo thì điều kiện tiên quyết là phải có mây dông. Các đám mây này chưa đủ đối lưu để gây mưa, người ta bắn vào đó các hạt nhân liên kết để kích động tạo mưa, bà Lan diễn giải. Thực ra, ông Lê Minh Hoàng đã được báo chí đưa lên từ hồi năm 2013. Ông đi các bộ ngành đòi chi tiền để ông cầu mưa và đuổi bão, nhưng không ai trả tiền cho ông ấy nên ông ấy giận không làm việc không công nữa. Ở ẩn 10 năm, giờ nhờ tiến sĩ Điệp mà ông ấy lại nổi lên tiếp. Ông Hoàng có thể mắc bệnh hoang tưởng, nhưng ông Điệp đường đường là giám đốc một trung tâm khoa học công nghệ mà lại nghe văn bản đề nghị này thì thật khó hiểu. Trong văn bản, mặc dù có nêu rằng khả năng ông Hoàng chưa kiểm chứng sao lại làm công văn đề nghị một cách trịnh trọng như vậy đến cơ quan chức năng. Muốn kiểm chứng dễ lắm, mời ông Hoàng ra hồ Con Rùa, gọi mưa một phen là biết. Nhớ báo tôi để tôi xem trước, hôm nào không mưa rồi hẵng gọi ông Hoàng thử. Vào những thời điểm có thiên tai xảy ra, cán bộ công chức thường phải bận rộn hơn và nhiều việc ưu tiên hơn, thời điểm khác rất nhiều. Mấy thứ công văn kiểu này khiến họ bận rộn hơn. Nói thêm rằng, cầu mưa là một tín ngưỡng tồn tại từ lâu đời ở nhiều nền văn hóa khác nhau, mục đích chính là cầu cho mưa thuận gió hòa, đó là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, lợi dụng văn hóa tín ngưỡng để trục lợi hay gây hoang mang trong dân chúng thì không nên cổ vũ.